Đây, đây là máy trà nhám mini một chạm nhá. Đấy, thì sau đây hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ đấu 3 giây. Đây là 3 giây 3 pha nhá. 3 pha 380. 3 giây lửa thôi, không cần đấu giấy mát nhá. Đấy, đây là công tắc nguồn này. Đó. Đấy. Đấu thì phải đấu ra để cho nó chạy theo chiều mũi tên nhá. Đấy. Đấu theo chạy theo chiều mũi tên nhá. Đó. Đây, nhám này. Đó. Đây là cái này này, nó là cái phần cân nhám này, cân dây nhám này, làm sao cho nó chạy ra chạy vào này. Đó. Đây là phần đây là cái phần nâng hạ nhám, nâng hạ nhám tùy theo độ dày của sản phẩm. Đó. Đó. Đây nhá, bật lên này. Bật máy lên này. Đấy. Thì bắt đầu mình sẽ cân nhám này. Đó. Bạn theo chiều kim đồng hồ thì nhám sẽ đi vào, còn bạn ngược kim đồng hồ thì nhám nó sẽ đi ra. Đó. Đây chưa? Đây. Sẽ thử nhé. Sẽ thử chạy cho bạn xem. Bóng nhá. Đấy thì đi theo máy nó sẽ có những tờ giấy nhám này. Đấy. Đi theo máy sẽ có giấy nhám này. Đấy giấy nhám các loại nhám thô này, nhám mịn này. Đấy. Tùy loại các bạn sử dụng nhá. Đó. Đấy, tùy các bạn sử dụng loại nào. Ok.